Nhà báo Thu Uyên, cuộc đời sau ống kính. Nhà báo Thu Uyên, MC của chương trình như chưa hề có cuộc chia ly. Khán giả ấn tượng mãi về người dẫn chương trình với chất giọng ấm áp, truyền cảm, mang lại cho người xem những cảm xúc rất thật, rất sâu lắng. Ít ai biết rằng MC xinh đẹp, trẻ trung không nằm trong danh sách những ngôi sao hàng đầu của làng giải trí. Song Thu Uyên có khả năng khiến hàng ngàn người khóc và cười cùng với chị. Ẩn sau vẻ đẹp nền nã là đôi mắt quyết liệt, luôn khám phá những điều mới mẻ. Thu Uyên là một trong những MC truyền hình luôn thu hút sự chú ý của khán giả. Thu Uyên thời trẻ. Thu Uyên sinh năm 1963, là con trong một gia đình trí thức tại Hà Nội. Cô từng theo học tại Học viện Quan hệ Quốc tế Moscow và tốt nghiệp ngành ngoại giao. Năm 1987, Thu Uyên trở về Việt Nam đảm nhận dạy thêm tiếng Pháp và tiếng Nga ở trường Đại học Bách khoa Hà Nội, trợ lý giám đốc cho một công ty xuất nhập khẩu ngoại thương. Cô được ví như một người đẹp trẻ mãi không già trong số các biên tập viên MC làm việc tại VTV. Hiện tại cô là chủ nhiệm chương trình kiêm MC của Như chưa hề có cuộc chia ly và Trở về ký ức trên sóng truyền hình. Là con gái độc nhất của một gia đình trí thức tiêu biểu, Thu Uyên sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, tốt nghiệp Học viện Quan hệ Quốc tế Moscow. Năm 1987, sau 6 năm tu nghiệp ở nước ngoài, tuổi trẻ lãng mạn, mơ mộng với bao dự định lớn lao, chị trở về quê hương với hành trang gần như xa lạ so với tình hình thực tế trong nước lúc bấy giờ. Thế nhưng, trước khi trở thành một ngôi sao nổi tiếng, bình luận thời sự quốc tế trên đài truyền hình Việt Nam trong suốt hơn một thập niên, Thu Uyên từng có một quãng thời gian dài lang thang tìm việc ở Hà Nội. Đó là giai đoạn khó khăn của chị. Năm 1989, đánh dấu một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của nữ nhà báo duyên dáng này. Chị được nhận vào làm công tác biên dịch ở Trung tâm Phim truyện của đài truyền hình Việt Nam và trở thành một nhà báo giỏi, một bình luận viên sáng giá, một ngôi sao truyền hình được hâm mộ bởi phong cách tự tin, bản lĩnh và cái cách mà chị đặt vấn đề ở chuyên mục Câu chuyện quốc tế. Sau 12 năm gắn bó với truyền hình, Thu Uyên đột ngột vắng bóng. Cô cười, tôi không hề có ý định nổi loạn đâu nếu mọi người thấy tôi thường xuyên thay đổi công việc. Một khi bạn không còn cảm thấy công việc mà bạn đang hết lòng hết dạ theo đuổi, đủ sức làm say mê bạn nữa, thì bạn sẽ làm gì? Tôi không biết thỏa hiệp với chính mình. Nói thật tôi là người bướng bỉnh, đã không thích thì không thể ép mình, và đã thích thì dù biết con đường mình sẽ dấn thân, có chông gai đến đâu, tôi cũng muốn thử sức. Thế rồi, cô đi thi đậu Đại học Fulbright, quyết định sang Mỹ làm Master về báo chí và truyền thông đại chúng. Sau một năm, cô được đánh giá là thực tập sinh quốc tế xuất sắc với tấm bằng Master loại U. Nhận hợp đồng 2 năm làm tư vấn truyền thông cho các tập đoàn đại học và cao đẳng miền Trung California. Nhưng chỉ sau nửa năm, cô đã xin cắt hợp đồng để về nước vì đã hết tò mò muốn biết. Thu Uyên lặng lẽ tiếp nhận những lời mời làm việc ở những cơ quan khác nhau và lại lao đầu bắt tay vào những công việc mới mẻ mà cô luôn là người đào xới để lắp đặt những viên gạch đầu tiên. Thu Uyên được ví như một người đẹp trẻ mãi không già trong số các biên tập viên MC làm việc tại VTV. Cô cũng đã nhận lời mời của Tổng biên tập báo Công an Nhân dân chuyên đề An ninh Thế giới về việc xây dựng tờ báo điện tử Công an Nhân dân và tiếp tục trở về đài truyền hình Việt Nam theo lời đề nghị của trưởng ban truyền hình cáp VCTV để phụ trách sản xuất chương trình. Có một sự nghiệp rực rỡ, biên tập viên Thu Uyên càng khéo léo hơn trong đời tư. Cô không muốn show quá nhiều cho người ngoài biết, nhất là với một biên tập viên luôn giản dị và trầm tĩnh trên truyền hình, thì ngoài cuộc sống, cô lại càng như vậy. Thu Uyên giản dị đến mức chỉ đi một đôi giày yêu thích đến gần chục năm. Cô tập trung toàn lực, vẻ đẹp bằng chính trí tuệ của mình. Trong hôn nhân, Thu Uyên lấy chồng cùng nghề, cô khéo léo giữ gìn hạnh phúc gia đình bằng chi tiết rất phụ nữ, đó là nấu ăn. Nhiều người tò mò về cuộc sống của người đàn bà có sức làm việc của cối xay gió nhưng lại vô cùng nhạy cảm. Nấu ăn là sở thích rất phụ nữ của chị. Chị chia sẻ, chồng tôi rất yêu vợ. Chồng của Thu Uyên là một nhà báo nổi tiếng trong làng báo Việt Nam hiện nay. Nhưng rất tiếc, cô thường xuyên phải chia bếp cho chồng vì anh nấu ăn rất ngon. Trên đời này, không gì khiến người ta cảm thấy hạnh phúc sâu sắc bằng việc khi yêu một người, mình nấu ăn cho người ta ăn và được ăn món người ta nấu. Chị hạnh phúc vì chồng rất thông cảm cho sự bận rộn của mình và luôn tất bật khi nhắc về cô con gái đang đi học xa nhà. Bị tố ăn chặn tiền của Như chưa hề có cuộc chia ly,
MC Thu Yên lên tiếng. Dù sự việc dâm gian đã lâu, có một thời gian video tố như chưa hề có cuộc chia ly, ăn chặn tiền bất ngờ được chia sẻ khắp các trang mạng xã hội. Theo đó, người tố cáo được cho là một trong những người gắn bó với chương trình thiện nguyện Đình Đám như chưa hề có cuộc chia ly từ những ngày đầu, thậm chí là một trong những người sáng lập chương trình. Người này cho rằng số tiền đóng góp cho chương trình của các mạnh thường quân để làm từ thiện đã bị ăn chặn. Dù chưa thể xác minh được những lời tố cáo có đáng tin cậy hay không, nhưng rõ ràng những thông tin liên quan đến chương trình này luôn thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả bởi tính chất thiện nguyện cùng ý nghĩa nhân văn của chương trình. Đó chính là lý do khi có nguy cơ đóng cửa vì thiếu nhà tài trợ song hành, nhiều mạnh thường quân đã không ngại đóng góp tài chính để chương trình tiếp tục tồn tại. Điển hình như Hà Anh Tuấn, Việt Hương, Phan Anh, đại diện chương trình, nhà báo MC Thu Yên gửi lời cảm ơn đến các mạnh thường quân đã ủng hộ chi phí để chương trình có thể tiếp tục sản xuất. Trước lời tố cáo gây ồn ào trên mạng xã hội, là người cầm trịch chương trình, MC Thu Yên bức xúc lên tiếng. Điều làm tôi hạnh phúc là đã có cách để mọi người quan tâm, góp tay hành động để như chưa hề có cuộc chia ly sống, tiếp tục tìm kiếm và kể những câu chuyện đời nhân nghĩa. Thế có nghĩa là như chưa hề có cuộc chia ly đã trở thành một hoạt động thiện nguyện của xã hội, của mọi người. Nó đã trưởng thành, còn hạnh phúc nào hơn đối với những người đã sinh ra nó. Hơn chục năm nay cực nhọc vì nó, điều làm tôi ngượng là giá mà mình giỏi giang hơn để lo được cho nó, để nó làm việc cho xã hội mà không phải làm phiền đến mọi người. Bản thân tôi là người khái tính, không vay mượn ai, đặt tự trọng của mình vào chữ sạch về tiền. Nhân đây, tôi xin nói rằng những kẻ nào trên mạng vu khống tôi ăn tiền, tôi không đáp lại ngay lúc này vì không đáng mất thời gian. Nhưng tôi đã cho làm vi bằng. Bây giờ luật chặt chẽ rồi, không thể khơi khơi vu khống tôi như vậy được. Chia sẻ của MC Thu Yên nhận được sự quan tâm của khán giả. Nhiều khán giả vẫn đặt niềm tin và cầu chúc cho chương trình tiếp tục hành trình tìm kiếm, giúp nhiều mảnh đời bất hạnh có thể đoàn tụ trong tương lai.